Trung thu là mưa à. Hôm nay là ngày Trung thu nè, mưa thế này thì tối nay khỏi đi chơi. Như cô này bán bánh nóng rồi bánh men rồi bánh lỗ tai heo. Trời mưa là cô khó bán, cái này bán ở trường học, bán cơm rồi đó. Và đây có một cô bán bánh. Trời mưa cô đẩy xe đạp lên cầu vất vả quá. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là khu dân cư Kim Lam, một cái khu mới quy hoạch, mới thành lập sau này ở bên quận 7. Thì hôm nay nhân chuyến em có việc đi đến khu này thì cũng quay sơ một số hình ảnh để cô chú anh chị chúng ta cùng tham khảo ha. Thì đây là cái chung cư căn hộ ở quận 7 trong khu Him Lam, căn hộ Lorita. Ở đây có rất là nhiều cái block chung cư, rất là nhiều tên, Lorita rồi Him Lam, rất là nhiều. Thì lúc nãy em có đi vô cái khu Lorita thì cái giá của chung cư ở đây trên dưới 3 tỷ với cái diện tích nhà có 3 phòng, diện tích khoảng 80 m², 3 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, 2 phòng lớn, 1 phòng nhỏ, một cái nhà bếp, rồi một cái phòng khách cũng rất là lớn, nhiều hai gia đình, hai vợ chồng, hai đứa con cũng được. Như giống như nãy em vô cái nhà của anh đó là 2 tỷ 7, 2 tỷ 7 là chưa có nội thất. Rồi những cái view rất là đẹp ở cái lầu 4. Và hiện tại Sài Gòn đang mưa thì sẵn trên đường về thì em cũng chia sẻ với anh chị bạn có hình ảnh ở đây trong lúc mà trời mưa thì ở đâu cũng buồn, gợi nhớ chúng ta một cái cảm giác buồn man mác qua mưa lớn rồi. Trong cái chung cư đó thì gió rất là mát. Thường mấy cái khu cái căn hộ á, những cái lốc nó san sát nhau tạo ra một cái đối lưu rất là lớn, nên tuy là tầng 4 nhưng mà rất là mát, gió thổi lồng lộng luôn. Hành lang thì cũng vừa phải, đủ hai người đi chứ không rộng lắm. Rồi cái bãi xe rất là lớn. Bãi xe thì bao gồm lốc C, lốc A luôn, lốc B luôn, 4 lốc chung một cái tầng hầm. Thì từ ngay bãi xe có cái thang máy mình đi lên. Nói chung nhà đây cũng giá cũng khá là cao, tại vì ở đây rất là thuận tiện. Mình đi qua siêu thị Lotte cũng được nè. Ngay vị trí này mình sẽ quẹo trái và đi ra siêu thị Lotte nè. Để quẹo trái cho các chị bạn xem nha. Sẵn đi mình tắm mưa rồi chia sẻ hình ảnh về trời mưa luôn. Trời mưa thì lúc nào cũng xe cũng vắng, không đến nỗi đông. Thì mưa ở đây ra đường thì mưa từ khi trường học người ta đang đi ngoài đường mắc mưa thôi. Chứ ví dụ em nãy mới vừa xuống mưa ào tới, không lẽ đứng đợi. Mà mùa này thì mùa mưa nữa. Trung thu là mưa à. Hôm nay là ngày Trung thu nè, mưa thế này thì tối nay khỏi đi chơi. Khỏi đi chơi sướng cái thân. Nhưng mà những người buôn bán ở ngoài đường đó họ cũng khó khăn. Thời tiết ảnh hưởng rất là nhiều thứ. Ở đây cũng là khu Him Lam luôn nè. Cái đường này là trục đường chính, đường này là đường Nguyễn Thị Thập. Đường Nguyễn Thị Thập mình đi thẳng sẽ đi đến chợ Tân Mỹ rồi cầu Phú Mỹ.
chở đi đến một cái điểm nào đó là họ để hàng xuống, họ bán chở theo xe lôi quần áo, xe này bán quần áo đó, từ cái khu chung cư Lolita lúc nãy ở khu Him Lam này mình đi đến cái siêu thị Lotte Mart rất là gần nè. Rồi khu này có Novaland nữa, rất là nhiều dự án chung cư ở đây. Thì khu Him Lam cũng là cái khu đắt đỏ đắt giá đó, chứ không phải là khu rẻ. Khu rẻ thì một cái căn hộ tương tự như vậy thì có giá khoảng 1 tỷ. Ở đây gấp 3 lần. Đó là giao lộ Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Thị Thập, mình theo quẹo trái đi vào quận nhất, vào quận tư. Trước mặt chúng ta đó là siêu thị Lotte. Mình cứ chạy ở trong đây ha. Những cái dự án chung cư này rất là nhiều ở đây đó, và Lotte nằm bên đây, siêu thị Lotte Mart. Và trời mưa thì bầu trời nó hơi ẩm u, không được đẹp cho lắm, mong bà con thông cảm nha. Thì theo thói quen thì em đi tới đâu cũng chia sẻ hình ảnh đó. Mưa thì mình chia sẻ theo mưa, nắng thì mình chia sẻ theo nắng. Tuy là nắng hay mưa thì cũng có cảm giác thú vị. Đi bên tay trái chúng ta đó là chung cư Sunrise City. Chung cư này rất là đắt ha. Chung cư này phải 4-5 tỷ. 4-5 tỷ một cái căn hộ. Tại vì ở đây là mặt tiền lớn đường Nguyễn Hữu Thọ. Bên tay trái chúng ta cũng có một cái dãy mới vừa xây xong đó. Đó, hai ô hai lốc mới xây xong. Wow, rất là nhiều luôn. Khu này mưa quá. Gió nữa. Chung cư bây giờ thì khác chung cư ngày xưa. Chung cư ngày xưa thì quần áo phơi tùm lum lắm, không có chỗ phơi đồ. Ngày nay thì có thiết kế chỗ phơi đồ, ngoài chỗ sấy đồ hết rồi. Thành ra cái mỹ quan nó cũng sẽ cao cấp hơn và cái bảo mật cũng cao hơn. Hồi xưa thì ai cũng có thể lên lầu được, nhưng mà bây giờ thì chỉ có chủ nhà đồng ý mình mới lên được thôi. Mình có cái password á, mình có cái thẻ, mình mới mở thang máy lên lầu được. Đối với Sài Gòn thì mưa thì có thể một vài khu sẽ bị ngập, nhưng mà dạo này mưa cũng không có lớn ha, nên cái tình trạng ngập cũng hầu như không có. Không biết trời mưa ở nước ngoài thế nào, chứ ở Sài Gòn mình thấy mưa là ngoài đường đủ sắc màu hết. Áo mưa, áo xanh, áo đỏ, áo vàng, áo tím. Rất ít người đi bộ, chỉ có người đi xe máy là nhiều thôi. Bởi vì xe máy là phương tiện lưu thông chính ở Việt Nam. Bầu trời hôm nay xám xịt. Có rất nhiều cô chú anh chị email rồi nói em hôm nào đi mấy cái căn hộ để review. Không
quay review mà để xem thông tin ở đó như thế nào. Nhưng mà em chưa có dịp đi ha. Để hôm nào không có dịp có thời gian cũng sẽ đi đến những cái địa điểm như ở Phú Mỹ Hưng nè. Có mấy cái nóc chung cư cũng rất là đẹp, họ đang xây. Muốn đi vô chỗ đó thì phải liên hệ với nhà đầu tư, rồi họ sẽ tổ chức một cái buổi để tham quan, lúc đó mình mới vô được. Cầu Kinh Tẻ đang làm lại cái bề mặt cầu nè, mở rộng cái bề mặt cầu, cái lối đi bộ sẽ rút ngắn lại ở trên giữa cầu, chứ không có đi bộ từ đầu cầu này qua đầu cầu kia nữa ha. Không biết ở nước ngoài thế nào, ở Việt Nam thì thường là ngày lễ Trung Thu là sẽ mưa. Trung Thu thì chỉ có con nít chơi rồi gia đình ngồi lại với nhau ăn cái bánh Trung Thu nói chuyện đó, chứ cũng như bình thường, không có gì phải, không có phải ngày lễ nghỉ nên bà con vẫn đi làm bình thường. Như cô này bán bánh nóng, rồi bánh men, rồi bánh lỗ tai heo. Trời mưa là cô khó bán, cái này bán ở trường học, bán cơm rồi đó. Video này không phải là chia sẻ về giá nhà, về chung cư, nhưng mà thoáng qua một số hình ảnh cũng chia sẻ một số thông tin cho cô chú anh chị thôi. Bởi vì trời mưa mà hình ảnh nó cũng không có rõ nét cho lắm. Mình chạy xe nữa thì mình nói nhiều quá về cái dự án này dự án nọ thì cũng không thích hợp, nên cũng xen lẫn một số hình ảnh ở trong cái chung cư chia sẻ đến cô chú anh chị. Cho thấy là từ cái chung cư Florida chúng ta đi đến quận 4 qua quận nhất như thế nào mà cái giá của nó lại cao như vậy. Thì cái hành trình, cái video bao nhiêu phút thì cái thời lượng, cái thời gian mình đi qua đây cũng sẽ tầm thời gian đó. Nếu mà chạy nhanh hơn thì sẽ rút ngắn hơn nữa, không đến 10 phút đâu, do em chạy chậm thôi. Phía bên phải chúng ta đó là chung cư Tôn Thất Thuyết, chung cư rất là cũ rồi nè. Ở quận 4 này thì cũng có rất là nhiều chung cư cũ, chung cư Nhã Thân nè, chung cư rất là xưa nè. Nó cũng cũ, cũng nát hết rồi, nó, mấy cái tường của nó bong chóc hết trơn. Những cô chú anh chị ở đó thì cũng hơi nguy hiểm rồi. Nhưng mà biết làm sao bây giờ, nào giờ sống ở đó, bây giờ đi là phải có tiền. Tiền thì lấy đâu ra mua một căn mới mấy tỷ, trong khi căn cũ không có được bao nhiêu tiền. Thật ra khó. Đó, ở đây là đường số 45 giao với 41, chúng ta đang chạy thẳng là đường số 41, phía trước là đường Tân Vĩnh. Mình sẽ chạy thẳng qua đường số 41 này để đi ngang qua một cái chùa, đó là chùa Giác Nguyên. Theo cô chú anh chị chia sẻ thì ngày xưa chùa Giác Nguyên là cái tổ đình thôi, nhưng mà ngày nay thì được xây dựng lên rất là hoành tráng, đang
trong quá trình hoàn thiện. Trên đây chúng ta sẽ rẽ trái để đi ra đường Nguyễn Hữu Hào, và mình sẽ tạm biệt nhau ở cung đường Hoàng Diệu, quận 4 nha. Ngay đây là ngã ba Nguyễn Hữu Hào và đường số 41 nè. Ở đây ngày xưa cũng có mấy cái cửa hàng bán bánh bía rất là nổi tiếng, cũng ngon. Và bây giờ như dẹp hết rồi. Cửa hàng bên tay phải như họ trả mặt bằng hết. Ở đây cũng có mấy dãy chung cư, chung cư Vĩnh Hội, chung cư Tá Vĩnh Hội. Chung cư ngày xưa thì không có cao, chỉ có một tầng thôi. Và phía trước đó là chung cư Hãng Phân đó. Chung cư đó cũng rất là xưa cũ rồi. À, mưa quá. Bây giờ chúng ta sẽ quẹo trái để đi đến cầu Ông Lãnh. Thông qua rất là nhiều video thì mỗi ngày em tiếp nhận rất là nhiều comment của cô chú anh chị. Nhưng mà mấy bữa nay do bận quá, thành ra em chưa trả lời kịp, cho nên cô chú anh chị thông cảm nha. Em sẽ lần lượt trả lời hết tất cả comment cho cô chú anh chị. Những cái like, những cái share, những cái subscribe, những cái comment em đều rất là trân quý, nên cô chú anh chị thông cảm. Đó, trước mặt chúng ta đó là cầu Ông Lãnh nè, cầu Ông Lãnh đi qua quận nhất. Từ cái chung cư Lorita mà chúng ta có thể đi qua quận nhất trong vòng khoảng 10 phút nếu mà chạy xe tốc độ vừa phải, 40 km/h. Từ đó chúng ta có thể đi đến khu Trung Sơn, cũng rất là gần. Khu Trung Sơn thì cách khoảng chừng 3-4 phút thôi. Trung Sơn là thuộc Bình Chánh, qua cầu Him Lam là tới ha. Cầu Him Lam là trong cái video của Nguyễn Thị Thập, đường Nguyễn Thị Thập á, em có chia sẻ cái đoạn cuối đó, đoạn cuối của đường Nguyễn Thị Thập. Và đây có một cô bán bánh. Trời mưa, cô đẩy xe đạp lên cầu vất vả quá. Đó, số hình ảnh ở cung đường từ chung cư Lorita đi đến quận nhất, gửi cô chú anh chị và các bạn để có gì chúng ta cũng hình dung được cái khu đó đi đến quận nhất như thế nào ha. Và trong cái khung cảnh trời mưa thì gợi nhớ cho chúng ta thấy cái hình ảnh của những người buôn bán, buôn gánh bán bưng ở Sài Gòn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ dừng lại ngay trường Bồ Đề, đường Phan Quang Trường. Đường Phan Quang Trường và ngôi trường Bồ Đề của chúng ta đây. Và bên đây là chợ Cầu Muối.